À, bây giờ thầy xin đọc tiếp cái bài kệ thứ 23. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng gièm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch, quét sạch. Tất cả trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như tri ngư một sừng. Nghĩa là chúng ta sống riêng một mình, sống độc cư, sống thầm lặng một mình thì chúng ta mới không có tham tham, mới không có sự lừa đảo, mới không có khát vọng, mới không có gièm pha mọi si mê ác dược, thì mọi si mê nó mới phá sạch, nó không còn những cái ác dược nữa. Và nhờ sống độc cư đó mà nó được nhãn sạch và quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong. Nghĩa là tất cả những cái pháp thế gian nó được rạn lọc và quét sạch là nhờ sống độc cư. Nếu chúng ta không sống độc cư thì khó mà có thể rạn lọc được những cái tâm tham ái này, cái tâm lừa đảo này, cái tâm khát vọng này, cái tâm gièm pha này, cái tâm ác dược này, cái tâm si mê này. Đó. Cho nên tất cả những cái tâm này ấy, mà nó được quét sạch đều là phải do nhờ cái sống độc cư, sống một mình. Mà nếu không sống một mình thì chắc chắn là không bao giờ mà quét sạch những cái tâm này ra được. Mà không quét sạch những cái tâm này ra được thì khó mà có thể tìm lấy con đường giải thoát của đạo Phật được. Quý thầy hiểu chưa? Cho nên cái bài kệ thứ 23 này Đức Phật xác định chỉ có sống độc cư thì mới quét sạch được cái tâm, cái tâm thế gian, cái tâm khát vọng, cái tâm gièm pha, cái tâm lừa đảo, cái tâm tham muốn, cái tâm si mê, cái tâm ác trược. Nếu mà không sống độc cư thì không thể nào quét sạch. Thầy xin đọc lại cái bài kệ thứ 23 để cho quý thầy hiểu cho rõ ràng. Không tham, không lừa đảo, không khát vọng gièm pha, mọi si mê ác trược được gạn sạch, quét sạch trong tất cả các pháp, không tham ái ước mong, hãy sống riêng một mình như thi ngu một sự. Chỉ có sống riêng một mình thì mới quét sạch được những cái này. Muốn được mà quét sạch cái này thì chúng ta hãy sống riêng một mình, cố gắng sống một mình thì nó sẽ quét sạch. Đó là bài kệ thứ 23.